Hello cả nhà, thì hiện tại em đang có mặt tại đền thờ tổ của chú Hoài Linh nha cả nhà. Và phía sau cả nhà đây là cái mảnh đất trống để mà khi mà các cô chú mà anh chị diễn viên đến á thì sẽ đậu xe ở đây. Đó thì em nghe thông tin là hôm nay thì sẽ là viếng chú Chí Tài ở đây cả nhà. Thì không biết là thông tin có chính xác hay không thì để em sẽ đến và em sẽ cập nhật tình hình cho cả nhà xem cái cây là có thật sự là để chú Chí Tài viếng ở đây hay không. Tại vì nghe nói là sẽ viếng 1 2 ngày vậy cả nhà. Đó, thì bây giờ ha em cho cả nhà xem xung quanh đây là cái phía trước của cái nhà thờ của chú Hoài Linh nè, nó nhà thờ tổ nha cả nhà. Đó, hiện tại đang đóng cửa thì em sẽ vô em xem thử cây có ai trong đó hay không hoặc là có cái diễn biến gì không để cập nhật cho tình hình cho cả nhà biết nha. Đó. Thì cả nhà nhớ đăng ký kênh và để lại like để ủng hộ em nha cả nhà, để cập nhật thêm những cái tình hình mới về chú Chí Tài nha cả nhà ơi. Hello cả nhà, thì hiện tại em đang có mặt tại đền thờ tổ của chú Hoài Linh nè cả nhà. Thì theo thông tin được biết thì những nghệ sĩ, những cô chú nghệ sĩ sẽ viếng chú Chí Tài ở đây. Và theo thông tin của các trang báo thì em nghe nói là chú Chí Tài sẽ được ở lại Việt Nam từ 1 đến 2 ngày nữa để cho các nghệ sĩ thăm viếng, và sau đó thì sẽ đưa về Mỹ để mà an táng bên đó. Đó, thì hiện tại thì do cái chương trình dịch bệnh đó cả nhà, do cái chương trình dịch bệnh nè thì ở đây thì đền thờ tổ thì đang đóng cửa nha cả nhà, đang đóng cửa đó. Thì em cũng không có vào được luôn, thì em tính xuống để mà coi tình hình như thế nào, coi là có giúp được cái gì hay không. Hiện tại thì đền thờ đang bị đóng cửa do dịch Covid. Ở đây bình thường là sẽ được vào đúng không? Đúng ạ. Ở đây bình thường thì sẽ được vào nha cả nhà. Cả nhà có thể là vào để mà thăm thăm hoặc là tham quan hoặc là quay phim để mà đền thờ cổ tổ á. Thì hàng năm thì cũng ở đây cũng sẽ cúng tổ một lần nha cả nhà. Đó. Đây chú Quỳnh Linh làm rất là đẹp luôn nha, có nguyên hai con rồng hai bên chà bá luôn. Hai con rồng hai bên chà bá luôn cả nhà, rất là to. Đó, xung quanh là cái đường đất. Em biết xích này nè. Đó, xung quanh là cái đường đất cả nhà. Thì khu này nó nằm ở cuối đường Phước Long rồi. Ở cuối đường Phước Long rồi. Nên là mình tìm cũng hơi khó, đây đường cũng hơi bụi. Đó, với lại ở nhà thông tin vừa rồi thì theo cả nhà cũng biết là chú Chí Tài vừa mất vừa qua đời, và hiện tại thì chưa có thông tin chính xác về cái nơi an táng của chú Chí Tài. Thì em vừa nghe những cái trang báo thì nói là sẽ an táng chú sẽ cho 1 đến 2 ngày thăm viếng ở đây, ở khu khu nhà thờ tổ, thì sẽ thăm viếng 1 2 ngày đó cả nhà. Thì để cho các nghệ sĩ với lại những anh chị xuống để mà thăm viếng. Thì lần đầu tiên em cũng xuống đây luôn á, lần đầu tiên em cũng xuống chỗ đền thờ tổ luôn. Em cũng chưa có biết đền thờ tổ ra sao nữa, tính là sẵn cái dịp này thì xuống để mà tham quan ở đền thờ tổ khi có cái gì để mà quay lại cho cả nhà xem. Nhưng mà hiện tại thì do dịch Covid nên là đền thờ tổ không có mở cửa, và em không biết là cái khi mà đền thờ tổ không mở cửa vậy thì cái thông tin mà các trang báo nói là sẽ tổ chức thăm viếng chú Chí Tài ở đền thờ tổ là có hay không, thì không biết là có chính xác hay không nữa. Thì cái này em sẽ cập nhật lại tình hình và sẽ cho cả nhà biết. Đó, hiện tại cả nhà thấy không, xe chạy rất là bụi luôn, đèn cũng chạy luôn. Thì tiếp tục tình hình của chú Tài thì lúc đầu thì rất là nhiều trang bụi quá khỏi đi hỏi trang rất là nhiều trang báo nói là sẽ đưa chú Chí Tài về Mỹ. Nhưng mà theo cập nhật tình hình của những trang báo như là Sin với lại báo Thanh Niên với lại những trang báo lớn á, thì nói là sẽ để chú Chí Tài ở đây viếng 1 đến 2 ngày, sau đó mới đưa về Mỹ. Tại vì hiện tại là
cái mùa Covid này nó đang rất là khó khăn, cái việc mà di chuyển về Mỹ cũng rất là khó khăn. Và cái khi mà để là chú chỉ tài viếng thì chưa biết rõ cái địa điểm là thăm viếng ở đâu đó, thì lúc đầu thì nghe là sẽ là tổ chức viếng chú chỉ tài ở đền Thổ Tổ để cho các nghệ sĩ mình viếng. Nhưng mà hiện tại em đến đây, khi em đến đây thì đã thấy cái bản dịch Covid này rồi. Ở đây là ghi là do tình hình dịch Covid-19 vẫn chưa ổn định nên đền thờ Tổ nghiệp Tâm Linh Việt không mở cửa đón khách, kính mong quý vị thông cảm, thành thật cảm ơn. Đó thì hiện tại là sẽ không có mở cửa nha cả nhà. Em định là xuống đây để xem tình hình cho cả nhà xem như thế nào, thì nếu mà được thì sẽ quay cho cả nhà xem. Đó, cả nhà xem bên trong nè, bên trong là đền thờ Tổ này, thấy không? Đó, em cầm cả đây nha. Đây có hai con rồng á. Đó. Thì bên đây là mấy cái rừng cây, mấy cây trái nè cả nhà. Đây là cây bần. Em đứng ở đây cho cả nhà xem con rồng mà rất là đẹp luôn nha. Con rồng ở đây. Đó. Rất là to luôn á. Ở đây thì mỗi năm thì sẽ giỗ tổ ở đây nha cả nhà. Giỗ tổ ở đây. Thì để coi tình hình những cái trang báo mạng thông báo có như thế nào thì em sẽ cập nhật thêm tình hình tiếp cho cả nhà xem. Giúp cho cả nhà xem. Đó thì cái đây là cái không gian. Cái không gian mà ở đền thờ Tổ của nhà rất là thoáng mát, rất là rộng luôn. Những cái đoạn đường này thì khi mà các nghệ sĩ đến thì sẽ đậu xe ở đây. Thì tới cái ngày giỗ tổ hàng năm thì em sẽ cố gắng em xuống đây để mà em quay và em sẽ cập nhật lại cái thông tin cho cả nhà xem, để mà cho cả nhà biết được cái ngày giỗ tổ ở đây là như thế nào ha. Rồi còn hiện tại là cái thông tin mà sẽ đưa chú Chí Tài về về đền thờ Tổ để mà viếng á, để mà cho các nghệ sĩ thăm viếng á, thì hiện tại là chưa có thông tin chính xác. Và khi mà em xuống đây thì thấy ở đây là cái địa điểm đây là đã do dịch Covid nên là phải đóng cửa, nên là cái thông tin mà đưa chú Chí Tài về đây á, thì chưa có chính xác nha cả nhà. Thì em sẽ cố gắng em sẽ cập nhật thông tin đầy đủ và sẽ thông báo cho cả nhà biết. Còn bây giờ em xin chào tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo. Cả nhà nhớ bấm like và đăng ký comment ở phía dưới để mà cập nhật thêm những cái tình hình và những cái video tiếp theo của em nha. Bye bye cả nhà.